Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sapa tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên năm học 2024-2025. Tham gia lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên được tập huấn các nội dung về thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục như học bài điện tử, giáo án điện tử, giáo kết nối, định hướng về chuyển đổi số trong thời gian tới, đồng thời thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giảng dạy. Thông qua đó giúp các học viên nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các em học sinh tiếp cận với những phương pháp học tập tiên tiến, hội nhập.